Xin chào quý anh chị yêu mến gốm xứ Nhật Bản của Gốm Nhật Toki. Hôm nay thì Gốm Nhật Toki có một người bạn rất là đặc biệt. Và sau đây thì cô ấy sẽ giới thiệu về bản thân mình cho quý anh chị có thể được biết nha. Xin chào các bạn, phải tên là Yurie. Tôi đến từ Nhật Bản. Hôm nay tôi kể tâm Gốm Nhật Toki. Tôi sẽ phát âm đồ gốm Nhật Bản. Konnichiwa, ゆりえです。日本から来ました。今日はこちらの会社に来ています。皆さんに発音の練習を提供したいと思います。よろしくお願いします。Dạ, tôi sẽ phát âm một số từ trong tiếng Nhật nhé cả nhà. Trước tiên, đó là một món đồ chúng ta rất là quen thuộc, đó là đồ gốm Satsuma. Dạ. Satsuma yaki. Satsuma yaki. Dạ. Tiếp theo, chúng ta sẽ có đồ tiếp theo, đó là đồ gốm Arita yaki. Arita yaki. Arita yaki. Tiếp theo chúng ta sẽ có một món đồ rất là đặc biệt, đó là shippozaki. 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 À, tiếp theo thì chúng ta sẽ có đồ gốm, đó là đồ gốm somayaki. 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 Tiếp theo chúng ta sẽ có đồ gốm imabi. 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 À, chúng ta sẽ có đồ gốm kutani. Kutani yaki. Và cuối cùng chúng ta sẽ có là bizen yaki. Bizen yaki. Bizen yaki. À, đó là một số cách phát âm chính xác của người Nhật khi mà phát âm được đúng chính xác cái tên theo tiếng Nhật nhé cả nhà. Và lời cuối cùng thì Gốm Nhật Toki muốn gửi một lời chúc mừng năm mới từ một người bạn đến từ Nhật Bản đến mọi người có thể lắng nghe. Chúc mừng năm mới. Akemashita oimeto gozaimasu. À, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye, hẹn gặp lại.